chào cả nhà nha. Nay tiếp tục Hưng đi hâm lời cá cả nhà. Mà nay Hưng để cũng 4 bữa rồi. Không biết hả, với lại giờ này chỗ Hưng là 8 giờ mà trời đang mưa lâm râm nữa. Không biết bữa nay sao đây. Tự nhiên sáng dậy hả, nó âm u lắm cả nhà ơi. Cái bắt đầu rớt mưa lâm râm luôn. Hôm qua tối Hưng cầu mưa mà hả, sao không có mưa mà đợi tới sáng mới mưa mà mưa lâm râm, mà mưa kiểu như mưa phùn á cả nhà. Mưa phùn rồi hả, không biết hả, có mấy bữa nay cá nó có chạy không nữa. Thôi giờ hả, Hưng mời cả nhà theo dõi màn hình đi với Hưng bữa nay. Đi với Hưng bữa nay coi hả, Hưng có dính được nhiều cá không nha. Tới cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Cái này. Ủa sao cái lờ nó chạy cái đầu kia ra hoài dữ vậy ta? Hello. Ê, có con gì trong đó không mà sao thấy tim ở đầu kia kìa cả nhà ơi. Tim, Hưng thấy tim ở đầu bên đây nè. Trời đất ơi. Được em cá rô biển với hai em cua. Đây, em cá rô biển, kệ. Bắt em cá rô biển với hai em cua. Cua thì Hưng để dành đặt lợp cá bóng. Còn cá rô biển em này cũng trọng bự cả nhà. Bắt về chiên với lại bắt lấy nhớt luôn nha. Lụm. Chuẩn bị khui hàng tiếp anh em ơi. Ây da. Thôi cái này hay im ru à. Thấy im ru bắt đầu không có tín hiệu gì hết. Thấy chống lơ vậy. Ủa sao cái chai nó bị dướng gì hôm vậy, con gì vô. Trời ơi. Thì cái tình à. Khui hàng tiếp anh em ơi. Ây da, có gì không, sao im điềm vậy. Ơi có hàng anh em ơi. Vậy mà sao nó im điềm quá, im điềm quá chừng, im điềm. Ồ đó, ôi đó cô, mập ú nu ú nằng luôn cả nhà. Ô vô kèo vậy mới được chứ, nãy giờ chết không à. Nãy giờ hâm hả ba cái, được cái đầu cái hai chất quớt, cái ba mới lụm được em cá lóc cả nhà. Ngon sướng quá, sướng luôn. Đây để Hưng mở khùng, Hưng bắt em cá lóc này ra nha. Hello Moto em, trù cù vô nó tung cái đầu nó chày tùm lum hết rồi. Hù cái lưng mập cái nha. Ồ xuống. Em này mới vô chắc hai bữa à. Nên ngừ nó hả ít chạy cả nhà. Này, cái đuôi nó mới chạy sơ sơ rồi. Có nó phá qua cái đầu nó mấy ngày à. Vô em cá lóc đầu tiên. Vô hùng. Quá đã luôn cả nhà. Giờ hả tiếp tục thôi. Không biết dính gì hôm nay. Nãy giờ đi tới toàn là thấy im im luôn. Rồi Hưng thấy có con cá gì chết trắng trắng dưới kìa cả nhà. Ủa? Cá chết trắng trắng. Cái gì vậy? Cái gì đây? Ây! Ây! Ồ đó cô. Xúc cây luôn. Con ếch không nhảy xúc cây trời. Được một em ếch. Chà bá luôn cả nhà. Ô. Em này tầm 2 lạng á. Với một em cua đen xì lì. Ngon. Ngon. Có hàng là ngon rồi cả nhà. Rồi. Cái này. Sao đây. Để làm biến học tại vô bắt kiểu này luôn đi. Kêu hả mày, ngậm không lại.
bóp hỏng lại để nó kêu là sùm cả nhà. Đây em hết chà bá lửa luôn cả nhà. Cái đùa nó sướng ghê không, vô kẹo vô bụng mày đó. Rồi để hả Hận xử lý em cua này bỏ vô hùng luôn rồi mình tiếp tục nha. Quá đã, tiếp tục chuẩn bị khui hàng anh em. Đi này không có tại vì thấy dễ té quá. Rồi hôm đóng gông hết rồi, rồi chuột cắn một lỗ luôn, về sau dính có dính cũng nhảy ra mất tiêu. Chuột cắn lỗ cho bá luôn cả nhà. Ờ đất ơi, con chuột phá chứ. Quay hàng tiếp anh em ơi. Bữa nay ngày gì mà người ta đi chích điện, người ta đi khả lứ, quá chừng quá đắt luôn anh em. Ui, có hàng. Mình thấy giống con ếch. Con ếch luôn. Mở đường cái này phải rút lẹ lên. Người ta đang nhìn thử nè. Rồi lụm con ếch nữa anh em ơi. Có người nhìn nên hả không có dám mà ở lại lâu. Ở lâu là bởi điểm là mắc lờ hết luôn em nè. Em một em ếch nữa cả nhà ơi. Em này chừng 100g à, chứ không có bự như em kia, nhưng được em cá rô mời bờ, cá rô biển bự nè. Để xử lý em ếch. Xử lý em ếch rồi ha, rút quân. Ở đây nguy hiểm quá. Thử còn gọng chân lại không chịu ra nữa ông. Chịu vô, đó. Vô. Làm em cá rô biển. Đây, cá rô biển đã ghê luôn cả nhà. Vô thùng luôn. Vô. Chuẩn bị khui hàng tiếp anh em ơi. Sáng giờ chết nhiều quá. Còn có như 5-6 cái. Ê. Mới nói còn 5-6 cái kia nó chổng cái đít lên trời luôn rồi. Hồi cục đá tưởng con gì. Ây da. Dưới đầu cung dây. Ê có hàng. Có hàng anh em ơi. Nè. Nó nằm nè. Ê. Đó. Lụm. Đó. Thứ gì chịu nổi. Vô kèo. Vậy mới được chứ. Một em nữa. Đây. Quá im luôn. Cái này chỗ này Hận đặt ha. Hai cái có một chỗ à. Để đi qua đây coi cái bên đây luôn. Coi có lụm không. Kìa. Cái này Hận đặt ở đằng đó cả nhà. Không biết có vô không. À. Dạ. Hello. Khui hàng. Rồi thấy có cua rồi. Cua vô là thấy. Ê có hàng cả nhà ơi. Có cua rồi, có hàng luôn. Hụ con cua vàng. Con cua này vàng khè luôn. Gạch nhiều lắm luôn cả nhà. Hai cái kế bên. Hai cái hai em. Ngon lành. Vậy mới được chứ. Để sáng việc chết không à. Đây. Em này vô hả lâu rồi cả nhà ơi. Đầu chày quá chày à. Còn em cua này đột biến ra sau vàng chạch à. Mấy em cua vàng này là gặt nhiều lắm luôn à. Thôi. Để Hận dựng chân máy lên. Hận bắt hai em này ra. Đây cả nhà ơi. Em đầu tiên à. Bự đã gom. Sướng. Làm việc em đầu tiên mới được.
Ý, cái nào cũng phải có thứ tự. Ý, ý, em này hả, mới vô bốn qua em kia vậy, nên còn phải sợ. Này, sướng rồi luôn cả nhà. Thứ gì chịu nổi. Nó mập gồm cái sống lưng đó nè. Mùa này cá lóc nó đang ôm trứng ở cái nhà, con cứ bắt là ha, hay có trứng lắm. Em này cá cái nè, em này đang ôm trứng non nữa nè, ngon tuyệt vời luôn. Mùa này là cá hả ôm trứng là chuẩn bị mưa tới nó đẻ cả nhà, quá đã. Nãy lúc Hận bỏ vô con cá vô hùng, cái nó nhảy nó tung cái con ếch nó làm hết hồn luôn. Mấy em ếch này không cẩn thận là nó bay như phim. Xong một cái đây cái thứ hai anh em ơi. Thứ gì chịu nổi. Rồi em này vô chắc 3-4 bữa rồi, cái di đuôi nó chứ mắc tiêu hết luôn. Em này vô hả 3-4 bữa nên đầu chày rồi, di đuôi tùm lum mắc hết cả nhà. Em này nhỏ hơn em nãy, cho vô hùng lụm vô rồi để xử lý hai em cua. Ồ, nó bấu cứng nhắc à. Em cua này cái càng thấy gơi hồn, cái càng chà bá lửa luôn cả nhờ. Mà cái mình nó vàng nè, vàng chạch luôn á, ngộ thiệt chứ. Về bảy cá bóng luôn. Vô hùng đi em. Một em nữa. Vô khui tiếp anh em ơi. Quá phơi. Hai cái hai em. Rồi. Cái này lụm nữa cái nhậu. Trụ cô nó nằm kìa. Ô, xuống thì chứ. Quá đã. Thứ gì chịu nổi. Trời ơi. Ngon. Ồ, em này mới vô tối luôn nè. Đầu tung mới trắng nè. Nè, nó quậy mà chóc mấy dải con mới luôn cả nhà. Sướng thiệt chứ. Rồi, cho vô hùng rồi tiếp tục khoe anh cả nhà. Vẫn còn như 2-3 cái gì nữa là hết rồi. Mà 2-3 cái điểm khác. Điểm này là cái cuối cùng nha. Giờ để Hận bắt em này cho vô hùng rồi mà mình đi tới điểm mới luôn nha. Quá đã. Điểm cuối cùng chất quất luôn cả nhà ơi. Hai cái không dính được cái nào luôn. Rất cơ. Mong chờ điểm cuối cùng, mà điểm cuối cùng này lâu dính quá. Điểm này mà không dính hơi dính toàn là hàng khủng không cả nhà. Cá lóc hừng cái điểm cuối này là hả dính con 7-8 lạng chứ hả ký trở lên không à, chứ không có dính cá 2-3 lạng. Với lại cái điểm này hay dính gắn ghi cá lắm luôn á, mà hôm nay sao nó lâu quá nó không chạy nữa. Chắc Hận đặt bắt cái chắc hết rồi quá. Thôi thì hả hâm lời cá tới của Hận tới đây cũng hết lời cả nhà ơi. Đây thành quả của Hận đây. Ây da. Thành quả của Hận bữa nay cũng khá nặng à. Coi chừng. Hai mét nó nhảy tùm lum tới lá. Cá lóc cả nhà làm hết hồn mấy ếch kia. Được Hận được như 4 em cá lóc. Đây
đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa. Này một em ếch, còn em trong kia kìa, em này là em ếch nhỏ nha, còn em ếch bự nằm trong kia, nằm cắm đầu à. Đây em cá lóc, cá lóc này em bự nhất nè, em bự nhất của Hận bữa nay. Ồ, nó mập đã ghê luôn cá nhậu. Em này vô hả cũng hai ba bữa đầu nó chày, với lại nó quằn cái đuôi nó là mới chóc dãy luôn cả nhà. Vô chắc tối hôm qua hay là sáng hôm qua gì à. Rồi nhảy chi dơ hem rồi. Ồ, con này thiệt à, dơ ghê mẩy, đừng nhảy, để anh lau cho cát cho em. Ừ, dơ thiệt chứ à. Ui, ủa kìa, nó nhảy mạnh quá. Đây em mít bự. Ê, tưởng anh ngẫm mà chứ còn em mít bự đã ghê không cả nhà. Sướng. Đây, bốn em cá lóc với lại mớ cua. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Quá đã rồi. Thôi, clip hâm nồi cá của Hận tới đây hả cũng hết rồi. Cả nhà cho Hận kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà xem clip này hay thì cho Hận một like với một đăng ký để Hận có động lực làm những video mới hay, chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui Hận nha. Bye, chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.